Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Sáng. Thưa quý vị, để đạt mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 90% số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hoặc 90% hàng hóa lưu thông trên thị trường có hóa đơn điện tử, ngành thuế đã đề xuất ngay từ đầu năm 2018, doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế. Ngoài ra, một số đối tượng cũng phải sử dụng hóa đơn điện tử và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế, như doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ quan thuế như đơn vị vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn, có rủi ro về thuế thì phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Từ đầu năm 2019, việc sử dụng hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ mở rộng thêm với nhiều đối tượng doanh nghiệp khác. Mục tiêu là đến đầu năm 2020 sẽ có 80% các doanh nghiệp tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Và cũng từ thời điểm này thì các hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng sẽ bắt đầu bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo Bộ Tài chính, số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đã tăng khá trong những năm vừa qua. Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay đã tăng tới gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức gần 1,26 triệu tỷ đồng. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước trong tháng 4 đạt 317.500 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng, con số này đạt khoảng 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2016. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 955.800 tỷ đồng, tăng 9,7%. Trong đó, nhóm ngành hàng lương thực thực phẩm có mức tăng cao nhất khi tăng 10,5%. Kế tiếp là ngành hàng may mặc tăng 8,6%, phương tiện đi lại tăng 8,3%. Thưa quý vị, nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, bên cạnh 5 tuyến đường trên cao như đang quy hoạch, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét việc mở thêm tuyến đường trên cao nối thẳng vào sân bay Tân Sơn Nhất theo hình thức đối tác công tư, gọi tắt là PPP. Dự án này dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm 2017 với tổng số vốn đầu tư là 2.600 tỷ đồng. Tuyến đường nối thẳng từ đường vào nhà ga quốc tế và quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất này có tổng chiều dài là 3.240 m. Lộ trình của tuyến này sẽ bắt đầu từ nhà ga quốc tế T2, chạy qua nhà ga quốc nội T1, sau đó sẽ đi dọc đường Thăng Long, qua Phan Thúc Duyện, băng qua công viên Hoàng Văn Thụ và chạm đất tại đường Hoàng Văn Thụ và Nguyễn Văn Trỗi. Dự án do ba nhà thầu gồm Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại sản xuất và xây dựng Đông Mekong và Công ty cổ phần hạ tầng Đông Á đề xuất xây dựng. Nguồn vốn thực hiện dự án này sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 450 tỷ, phần còn lại là 2.150 tỷ đồng phải hoàn lại bằng quỹ đất. Hiện các sở ban ngành đang xem xét dự án này, sau đó sẽ trình dự án này lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét trong thời gian tới. Và để nhằm giải quyết ùn tắc giao thông và hạn chế tai nạn diễn ra tại đoạn dẫn vào đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng đường song hành với cao tốc này, đoạn từ Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2. Dự án đầu tư xây dựng đường song hành với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do liên danh Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Dự án gồm hai đoạn đường song hành bên phải tuyến cao tốc với tổng chiều dài gần 3.400 m và bề ngang 20 m, quy mô 4 làn xe. Trong đó đoạn 1 dài gần 2.800 m đi từ Mai Chí Thọ đến Đỗ Xuân Hợp và đoạn 2 dài hơn 600 m đi từ đường D11 đến Vành Đai 2. Dự án cũng bao gồm việc xây dựng mới 3 cầu trên tuyến song hành là cầu Bà Giạc, cầu Mương Kênh, cầu Bà Hiện với tổng chiều dài cầu khoảng 567 m. Dự án dự kiến được xây dựng trong vòng 24 tháng từ ngày khởi công với tổng vốn đầu tư là 808 tỷ đồng. Theo ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu dân cư Nam Rạch Chiếc với hệ thống hạ tầng đô thị chung. Đặc biệt, trước mắt dự án góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông và hạn chế tai nạn giao thông tại đoạn dẫn vào cao tốc. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật của khu vực theo quy hoạch, kết nối hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư Nam Rạch Chiếc vào hệ thống hạ tầng đô thị chung, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng khu dân cư Nam Rạch Chiếc, phục vụ cho nhu cầu tái định cư, cho việc đầu tư phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông khu vực đầu tuyến cao tốc, đặc biệt là nút giao An Phú và điểm quay đầu tại vị trí cầu Bà Giạc. Có mặt tại buổi lễ khởi công, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến các hộ dân đã đồng ý di dời, giải tỏa mặt bằng cho dự án. Đồng thời, ông Lê Văn Khoa cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát thực hiện công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn, giảm thiểu tối đa các tác động đến hoạt động của các hộ dân cũng như lượng xe lưu thông trong khu vực trong quá trình thi công dự án.
Trong quyết định mới về việc quản lý sử dụng hành lang trên bờ ven sông, ven suối, ven kênh rạch hay mương và hồ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, quy định mới nhất là cho phép xây dựng cho hành lang bảo vệ kênh rạch. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định mới 22/2017 QĐUB thay cho quyết định 150 trước đó về vấn đề quản lý sử dụng hành lang trên bờ ven sông suối, kênh mương. Quy định mới này sẽ cho phép xây dựng các công trình công cộng và cơ sở dịch vụ có thời hạn. Đối với quy định phạm vi bảo vệ các kênh thoát nước, nó sẽ chi tiết hơn chứ không quy định chung là 10 mét như trước đây. Quy định này giúp người dân hiểu rõ hơn về những quy định xây dựng nhà ở trong phạm vi hành lang bảo vệ kênh rạch. Cụ thể, đối với đất của người dân nằm trong hành lang bảo vệ sông rạch có nguồn gốc sử dụng trước thời điểm 24 tháng 6 năm 2004, sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được cấp phép xây dựng nhà ở. Những hộ dân nào có nhà trong khu vực kênh rạch nhưng thành phố chưa thực hiện di dời thì vẫn được phép tồn tại. Thưa quý vị, hình thành vào những năm cuối của thập niên 80, khu phố Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục thuộc quận 5 được xem là nơi cung cấp vàng bạc đá quý lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Tuy nhiên thì do đặc thù là bán sỉ nên khu phố này vẫn còn xa lạ với đại đa số người dân, mặc dù nằm ngay giữa Sài Gòn. Nhằm phục dựng và bảo tồn cũng như gìn giữ một làng nghề kim hoàn truyền thống của Sài Gòn chợ lớn xưa, mới đây thì Ủy ban nhân dân quận 5 đã có chủ trương cho xây dựng khu vực này trở thành một khu phố chuyên doanh hiện đại, có chất lượng, văn minh và an toàn để thu hút du khách không chỉ trong nước mà cả du khách quốc tế. Đến vùng đất này lập nghiệp từ năm 1968, tính ra công ty vàng bạc đá quý Kim Hảo của ông Phạm Văn Tám đã có lịch sử ngót nghét nửa thế kỷ. Theo lời kể của ông Tám, từ những năm cuối của thập niên 80, khi nhà nước có chủ trương đổi mới kinh tế, nhiều thợ bạc tại khu vực Sài Gòn, chợ lớn cũ bắt đầu tụ tập quanh chợ Hòa Bình để xin mở tiệm vàng, gia công nữ trang, mua bán dụng cụ thợ bạc. Rồi ăn nên làm ra, người này rủ rê người kia, dần hình thành cả khu phố vàng bạc sầm uất trên hai tuyến đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, khu vực này đã có khoảng 55 doanh nghiệp và hộ kinh doanh vàng bạc liên tiếp nhau. Trong đó, ngoài số ít dân kỳ cựu như ông Tám, đa phần còn lại cũng đã có 15 đến 20 năm tuổi đời hoạt động. Người này làm ăn được, người kia làm ăn được, rủ nhau đến bây giờ rất là đông, nó thành một cái khu rất là sầm uất. Và bán hàng ví dụ cụ thợ bạc thì những cái hàng thông thường trong nước và bán những hàng cao cấp của nước ngoài, đại diện của Mỹ, của Đức, của Ý, của Thụy Sĩ. Đấy. Thì đó là những cái dụng cụ để chế tác về nữ trang, rồi những cái khuôn mẫu, những cái máy móc tiên tiến. Như hồi đó là cái cân bình thường, giờ cân điện tử, bây giờ là hồi đó thử cái máy nước, bây giờ là thử cái máy quang phổ, là chuẩn mực hơn. Thì ở khu vực này nó hình thành như vậy, nó đi dần cho đến nay là nó rất là sầm uất, rồi phục vụ được cái nhu cầu trao đổi mua bán nữ trang cũng như đá trang sức cho cả khu vực là cũng như toàn quốc. Cũng theo lời của ông Tám, khu vực này là một trong những đầu mối cung cấp vàng bạc sỉ lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Nhiều tiểu thương kinh doanh vàng bạc tại chợ Bến Thành, An Đông đều đến đây lấy hàng rồi về bán lẻ lại. Ngay cả những người muốn mở cửa hàng ở miền Trung, miền Bắc cũng đến khu vực này để tìm mua các dụng cụ, thiết bị ngành kim hoàn. Tuy nhiên, do đặc thù bán sỉ, ngôi chợ này gần như chỉ nổi tiếng trong giới kim hoàn. Bà Đào Thị Nhị Thủy tự nhận mình là một người Sài Gòn chính gốc và sinh sống ngay tại quận 5 trong suốt 57 năm qua. Nhưng cũng không biết việc tồn tại của khu phố gắn với làng nghề kim hoàn truyền thống này. Tôi là một người Sài Gòn sống ở đây từ nhỏ tới lớn rồi. Trong cái tâm thức của tôi thì khi nói đến cái vấn đề mà mua vàng bạc thì tôi hay đi ra chợ An Đông. Tại vì chợ An Đông thì mua bán vàng bạc rất là sầm uất. Và ngày hôm nay là tôi lại biết thêm được một cái phố kinh doanh vàng bạc. Đó là Nhiêu Tâm ở chợ Hòa Bình. Bây giờ thì tôi hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà gia công vàng bạc và những cái mẫu mã nó rất là chất lượng và có uy tín. Chứ từ nào giờ trong tâm thức của tôi từ nhỏ tới lớn là cứ nghĩ là mua vàng bạc là cứ ra chợ An Đông thôi. Nhìn thấy tiềm năng kinh tế, văn hóa của khu vực này, mới đây, Ủy ban Nhân dân quận 5 đã có chủ trương xây dựng khu vực này thành một khu phố chuyên danh vàng bạc hiện đại, chất lượng và an toàn. Tham vọng của địa phương là muốn biến nơi đây thành một điểm dừng chân hấp dẫn cho những du khách không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn với cả du khách quốc tế đến với thành phố. Tự bản thân phố đã tạo được một cái sự uy tín trong cái lĩnh vực kinh doanh kim hoàn rồi, thì chúng tôi cũng thấy ở đây là một cái rất là đặc thù, cho nên là cũng là một cái tài nguyên phát triển du lịch của quận. Thì thông qua cái việc mà
tổ chức thành một cái phố chuyên doanh thì cũng muốn là định hình và khẳng định thương hiệu của cái tuyến phố. Thì không chỉ là trong cái giới Kim Hoàng biết mà muốn giới thiệu cho người dân trong nước cho đến nước ngoài biết về cái tuyến phố của mình. Để hiện thực hóa tham vọng này, quận 5 đã tổ chức một buổi lễ ra mắt phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức quận 5 như một bước đi chính thức giới thiệu khu phố này đến công chúng. Quận cũng cho chỉnh trang lại các tuyến đường xung quanh khu vực đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa, cũng như khu chợ Hòa Bình để làm nổi lên kiến trúc độc đáo của khu chợ này. Sắp tới, quận 5 sẽ liên kết với Sở Du lịch thành phố để đưa khu phố chuyên doanh vàng, bạc, đá trang sức quận 5 vào danh sách các điểm dừng chân của tuyến du lịch đường sông. Ngoài ra, địa phương cũng hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong khu vực từng bước nâng các điều kiện kinh doanh lên đạt mức đạt chuẩn để hút khách du lịch. Các cái hộ kinh doanh họ cũng muốn giới thiệu đến cho mọi người biết được cái tuyến phố, cái sự tự hào của cái tuyến phố của mình, cho nên là được cái sự đồng thuận của người dân thì không những là họ tức là theo mình những cái nội dung mà định hình của ủy ban quận, ủy ban phường, mà chính những người dân còn góp phần góp ý cho những cái công tác chuẩn bị cho cái ngày lễ ra mắt ngày hôm nay và những cái chương trình sắp tới của cái khu phố này nữa. Ghi nhận của chúng tôi ngay trong ngày đầu ra mắt tuyến phố chuyên doanh vàng bạc đá trang sức quận 5, các cửa hàng kinh doanh vàng bạc dụng cụ kim hoàng trên hai tuyến đường Nhiêu Tâm và Nghĩa Thục đều đã được gắn logo biểu trưng của tuyến phố. Các tủ kính trưng bày hay sản phẩm đều được dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Theo tiết lộ của các chủ cửa hàng ở đây, họ chỉ vừa nhận quyết định của quận cách đây trọn vẹn một tháng và mỗi cửa hàng phải đầu tư một khoản kha khá mới có được vẻ mỹ quan như vậy. Hơn hết, dường như các hộ kinh doanh ở đây cũng ý thức được rằng mặc thêm chiếc áo mới cho cửa hàng là chưa đủ. Mỗi nhà đều đầu tư tiền cho nhân viên đi học bổ túc thêm ngoại ngữ và một số nghiệp vụ du lịch căn bản. Mà khi quận đã ra cái chủ trương mà cái phố khu phố vàng này thì doanh nghiệp của mình đã chuẩn bị cho các nhân viên đi học hỏi, trao dồi kiến thức để học thêm những cách buôn bán để mình tiếp khách du lịch nước ngoài và học bổ thêm tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. Công ty nữ trang Phú Thanh thậm chí còn lên kế hoạch mở thêm một cửa hàng dành riêng cho việc bán lẻ với các sản phẩm mang thiết kế truyền thống để phục vụ du khách quốc tế. Bán sỉ là mình có cửa hàng riêng và mình sẽ mở một cái chuỗi bán lẻ chuyên mình phục vụ những cái nữ trang mình thiết kế theo cái bản sắc dân tộc Việt Nam mình, ví dụ như một cái lá dừa hay lá chuối mà xưa giờ là mình giống như cái truyền thống của mình đó, hoặc là mình làm sản xuất những cái trái cây để mà tạo lên những cái sản phẩm đa dạng hơn để cho khách quốc tế dễ đeo dễ hơn. Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở đây là bây giờ đội ngũ nhân viên tiếp khách chưa thể đáp ứng ngay được các yêu cầu đón tiếp du khách quốc tế, đặc biệt là khách đến từ các thị trường nói ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Nhưng thực sự là phải đào tạo có thời gian, chứ còn hôm mà một cái biểu họ có tiếng Hoa thì đây thì chưa biết được. Thí dụ tiếng Anh thì có thể một vài người có biết được, nhưng mà nhiều quá thì mình không có chuyên nghiệp, bởi đâu có chuyên nghiệp. Nãy tôi có nói với đồng chí bên sở du lịch đó, là nếu được thì ông đi ông kèm người theo tiếng Anh theo để giới thiệu mới nổi, chứ bây giờ đây đâu giới thiệu hết được. Bây giờ nào giờ ở đây là cái chỗ trung tâm để trao đổi thì mình cũng không có biết được nhiều cái tiếng Anh cũng như là cái tiếng Hoa. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận 5 cũng đã xây dựng khu phố Đông Y trên 3 con đường Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục và Hải Thượng Lãng Ông thành điểm du lịch. Chủ trương này trước đó cũng được người dân trong khu vực hưởng ứng rất nhiệt tình. Sắc xanh tiếp tục duy trì trên 2 sàn chứng khoán trong phiên giao dịch ngày 3 tháng 5. Đà tăng của thị trường được hỗ trợ tốt từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Sau chuỗi phiên đóng cửa nghi lễ, chỉ số VN Index đã khởi động khá tốt khi bước vào đầu phiên giao dịch. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá, góp phần hỗ trợ tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, không lâu sau thì đà tăng của chỉ số hạ nhiệt dần khi sức bật của nhiều mã chứng khoán bị thu hẹp. Mặc dù vậy, sắc xanh vẫn đang chiếm ưu thế trên sàn HOSE. Bước sang phiên chiều, xu thế tăng của VN Index vững chắc hơn, hoạt động giao dịch trên sàn diễn ra sôi động với dòng tiền tăng tốc vào thị trường. Trong nhóm blue chip, đáng chú ý có mức giá trần của cổ phiếu RE. Trái lại với diễn biến này thì dòng dầu khí đã cho thấy sự suy yếu mà dẫn đầu là tình trạng giảm sàn của BVD. Khép phiên, VN Index tăng 0,25% lên mốc 719,54 điểm, thanh khoản đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tương đương gần 230 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Chỉ số HN Index cũng diễn biến khá tương đồng với sàn HOSE trong phiên giao dịch. Thị trường rung lắc mạnh vào giữa phiên nhưng đã kịp lấy lại sắc xanh vào thời điểm đóng cửa. Nhiều cổ phiếu chủ chốt, trong đó có ngân hàng ACB đã hỗ trợ tốt cho xu thế tăng này. Chốt phiên, HN Index tăng 0,32% đạt 89,82 điểm, khối lượng giao dịch sắp xỉ 49 triệu đơn vị, ứng với trên 510 tỷ đồng. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý sau. Phân khúc biệt thự nhà phố được dự báo là sẽ bùng nổ đến cuối năm 2017.
nhiều hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh không sử dụng nước sạch dù đã được gắn đồng hồ nước.